Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu làm món cà tím sốt thịt bằm nhé. Trái cà tím thì quý vị và các bạn cũng ít nhiều biết về tác dụng của nó, nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy học cách làm cái đã, rồi tác dụng chúng ta hãy biết sau nhé. Xin mời anh Vũ. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hiện món cà tím sốt thịt bằm không ạ? Dạ, hôm nay thì mình sẽ thực hiện món cà tím sốt thịt bằm. Nhưng trước khi đó thì mình sẽ giới thiệu sơ một vài cái nguyên liệu chính của món ăn này. Và đặc biệt rằng là món ăn này đối với những cái người mà ở độ tuổi trung niên là nên giảm ăn chất mỡ rồi, dầu mỡ rồi. Thay vào đó thì mọi người nên ăn nhiều rau quả hơn. Và đặc biệt là những cái loại rau quả mà có tác dụng giải nhiệt, giải độc. Và hôm nay thì mình sẽ làm từ món cà tím từ món này. Rồi, trước tiên hãy Vũ giới thiệu sơ về những nguyên liệu chính đi. Nguyên liệu cho món ăn này chúng ta cần 2 trái cà tím bự hoặc là 4 trái nhỏ, tùy theo nếu mà chúng ta lựa trái nhỏ thì chúng ta sẽ cho nhiều hơn. 150g thịt, chúng ta sẽ chọn thịt ít mỡ thôi. 50g nấm rơm chúng ta sẽ rửa sạch và sau đó sẽ cắt hạt lựu. Hành lá, 2 nhánh hành lá và một ít rau tía tô để khi mà chúng ta sẽ ăn kèm với lại cà tím thì rất là ngon. Một ít tỏi bầm. Gia vị chúng ta sẽ dùng hạt nêm từ thịt, tiêu xay và dầu ăn. Và thêm một ít nữa rằng là chanh được một ít chanh với là một ít đớt tỏi, chúng ta sẽ làm nước mắm chua ngọt để dùng kèm với món ăn này. Hấp dẫn đây. Đầu tiên chúng ta sẽ cà tím thì chúng ta sẽ cắt nếu không gọt vỏ, không gọt vỏ hoặc là chúng ta nướng, nếu mà chúng ta có lò than thì chúng ta nướng, còn không thì chúng ta sẽ chiên. Nói chiên chứ thực ra là chúng ta sẽ chiên áp chảo. Áp chảo là có gì chúng ta chỉ sơ lược qua thôi. Đúng rồi. Cà tím thì nếu mà trái nhỏ thì chúng ta sẽ chẻ đôi ra, còn nếu mà trái bự như thế này thì chúng ta sẽ cắt xéo vuông như thế này đây để khi mà chiên nó dễ chín hơn. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta cho dầu vào chảo. Đúng rồi. Nhưng mà cũng ít thôi không Dũng? Ít thôi, nói là chiên chứ thật ra là chúng ta dùng chảo không dính và chiên rất ít dầu. Và chiên như thế này thì nó rất là ngon. Hoặc là chúng ta có thể nướng trên lửa than giống như ông bà ta thường nướng vậy đó. Nếu là Dũng thì chỉ làm chiên qua xong rồi làm mỡ hành nữa rồi xong. Cà tím thì rất là mát cho nên rằng là có thể là nếu mà chúng ta mệt thì chúng ta đừng có nên ăn nhiều. Nhưng mà bù trở lại thì cà tím rất tốt cho sức khỏe. Tốt sao hả Dũng? Trong ăn cà tím nó sẽ giải độc và giải nhiệt và đã về có chất hoạt huyết nữa. Trong cà tím rất là tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Trong cà tím có rất là nhiều chất tan, đã về có chất xơ nữa. Cho nên là chất béo không thể nào tích tụ trong hệ tiêu hóa chúng ta được. Vậy là thỉnh thoảng tuần chúng ta ăn 2 lần được ha? 2 lần thì cũng được anh. Và bây giờ thịt á thì chúng ta sẽ ướp với một ít hạt nêm và tiêu xay. Nấm rơm thì chúng ta sẽ cắt hạt lựu luôn nha anh. Hoặc là cắt nhỏ luôn cũng được. Tùy theo không? Dạ, tùy. Dũng thấy là miếng cà tím mà nó đã vàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm sốt thịt bằm. Đầu tiên chúng ta sẽ xào tỏi cho thơm anh nha. Dạ. Chúng ta sẽ cho thịt bằm vào cùng với lại nấm rơm luôn, xào cho nó chín. Chúng ta sẽ cho thịt với nấm rơm cho xào chung. Đó, xào chung như thế này cho nó chín. Và chúng ta sẽ nêm nếm chứ anh Dũng ạ? Sau khi xào chín thịt với lại nấm rơm rồi, lúc đó chúng ta mới nêm nếm. Dạ. Đầu tiên là chúng ta ướp với một ít thịt trước, một thịt với một ít hạt nêm từ thịt với lại tiêu xay cho thịt thấm gia vị đi. Sau đó chúng ta sẽ xào như thế này cho đến khi thịt chín. Sau đó chúng ta mới nêm với gia vị cho nó vừa ăn. Rồi Dũng tắt lửa rồi. Xong rồi. Bây giờ Dũng để nó đâu? Nha, mình sẽ để ra dĩa đây. Cà tím sau khi chúng ta đã chiên chín rồi anh Dũng, chúng ta sẽ để ra dĩa như thế này đây. Thơm quá. Đúng là chiên thì nó hấp dẫn, nó cũng hấp dẫn không kém gì nữa đâu. Tại vì cái vỏ ngoài nó bóng, nó tạo cho cái cảm giác là dễ nhìn, bắt mắt hơn. Còn hành lá với lại rau tía tô thì mình sẽ cắt nhuyễn như thế này đây anh. Sau khi thịt đã chín rồi, chúng ta sẽ nêm với một ít hạt nêm từ thịt cho vừa ăn nha. Anh Vũ nè, tại vì từ đó giờ thì như mình đã nói hồi nãy là chỉ ăn mắm rồi ăn nướng với mỡ hành thôi. Nhưng mà cà tím ăn với lá tía tô thì nó sẽ kết hợp như thế nào? Lá tía tô mà ăn với cà tím thì rất là hợp đó anh. Giống như là chẳng hạn giống như anh ăn thịt vịt với lại nước mắm gừng vậy đó. Đúng. Cà tím nó có tính mát cho nên là chúng ta sẽ cho thêm một ít lá tía tô để nó cân bằng hơn.
Sau khi chúng ta sở xào chín rồi, nêm gia vị cho vừa ăn rồi, chúng ta sẽ cho hành lá và tí tô vào. Dũng cứ tưởng là anh Vũ sẽ khi mà sốt lên thì mới rắc những cái lá tí tô lên trên. Không, chúng ta sẽ xào cho nó thơm luôn. Dạ, đúng rồi. Đây, món ăn đã hoàn tất. Đây. Đó. Đó, chúng ta sẽ cho thịt bằm lên trên đây. Chỉ vậy thôi à? Rất là nhanh, đơn giản và như vậy thôi. Thêm một ít tiêu lên trên nữa. Thơm chưa? Còn nước mắm không? Còn nước mắm rồi. Còn nước mắm nữa. Nước mắm chấm thì chúng ta sẽ làm là một chanh, một nước chanh, một muỗng canh nước chanh đó anh. Một muỗng canh nước mắm, hai muỗng đường và ba muỗng nước sôi. Thơm thiệt đó nha. Rất là thơm. Đây, nước mắm chúng ta sẽ ăn kèm. Để thử sẽ như thế nào nha. Ăn thêm miếng nữa. Anh phải ăn kèm miếng lá tí tô nữa, anh thấy sao? Rất là thơm đúng không? Lạ nha. Dạ, rất là lạ. Rất là lạ. Cảm ơn Vũ. Các bạn thân mến, món này rất là thơm, rất là ngon, dễ làm mà lại rẻ tiền nữa. Tại sao chúng ta không thử làm nữa không ạ?